Hello, xin chào nhé. Xin chào và xin cảm ơn tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Đào Phạm mình nhé. Mình là Đào Phạm đây, hôm nay là ngày 11 tháng 11 là ngày thứ tư mọi người nhé. Mình Đào Phạm chúc mọi người một ngày mới của việc làm nhiều thuận lợi may mắn mọi người nhé. Hôm nay thì ngày thứ tư, giá cả cà phê tại sàn London và sàn New York có thay đổi ha. Bây giờ mình sẽ đi quay bảng giá cà phê thực tế tại hai sàn xem thử là thay đổi như thế nào, và sau đó mình sẽ phạt bảng giá cà phê thực tế tại Tây Nguyên, bảng giá tiêu tại các tỉnh cho bà con tham khảo tiền đường đâu có để mua bán nhé. Mong bà con mọi người hãy tự tin tham khảo giá cả của Hoàng Hưng nha, của Đào Phạm mình nhé, vì mình cũng là cơ sở của chân cà phê nông sản phân bón. Thì mọi giá cả cà phê, giá tiêu mình ra hàng ngày, mình rất là sạc thị trường nhé. Vì trước khi mình ra mình đã tham khảo các nơi hả. Vì vậy mong bà con, mong mọi người hãy tự tin tham khảo, không có gì phải suy nghĩ lo lắng nhé. Bây giờ mình mời mọi người theo mình để theo dõi bảng giá cà phê tại hai sàn London và New York xem thử là nó biến động như thế nào. Và bảng giá cà phê tại tỉnh Tây Nguyên, bảng giá tiêu tại tỉnh hôm nay nó thể ra sao để bà con tiện đường ra được mua bán cho nó tiện hơn mọi người nhé. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh mình nhé. Xin chào tất cả bà con, đây là bảng giá cà phê sàn London, cà phê Robusta chủ phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 11 tháng 11 năm 2020 tại sàn London có tăng mọi người nhé. Giá cụ thể là kỳ hàng giao ngày tháng 11 năm 2020 tăng lên 19 đô lên 1.366 USD trên tấn. Kỳ hàng giao tháng 1 năm 2021 có tăng lên 19 đô lên 1.366 USD trên tấn. Kỳ hàng giao tháng 3 năm 2021 có tăng lên 18 đô lên 1.379 USD trên tấn. Kỳ hàng giao tháng 5 năm 2021 có tăng lên 18 đô lên 1.392 USD trên tấn mọi người nhé. Thưa bà con, cùng chiều tăng tại sàn London thời gian New York hôm nay chốt phiên giao dịch ngày 11 tháng 11 năm 2020 cũng có tăng mới nha. Giá kỳ hàng giao ngay tháng 12 năm 2020 thì tăng lên 0.45 cent lên 107.3 cent trên pound. Giá giao ngay tháng 3 năm 2021 có tăng lên 0.45 cent lên 110 cent trên pound. Giá giao tháng 5 năm 2021 có tăng lên 0.50 cent. Giá giao tháng 7 năm 2021 có tăng lên 0.50 cent mọi người nha. Về là chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 11 tháng 11 tại hai sàn London và New York đều tăng mới nha. Bây giờ mình sẽ đi quay bảng giá cà phê thực tế tại các tỉnh Tây Nguyên xem thử mua lên bao nhiêu, và sau đó mình sẽ phạt bảng giá tiêu tại các tỉnh cho bọn tham khảo tiền đưa ra quyết định mua bán nha. Sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay, ngày 11 tháng 11 năm 2020. Sau đây là bảng giá cà phê, giá tiêu tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Rông Năng, Đắk Lắk ngày hôm nay, ngày 11 tháng 11 năm 2020.